Trịnh Thăng Bình đăng đàn xin lỗi Hiền Hồ về tin đồn hẹn hò. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, sau khi Hiền Hồ đăng ảnh chia sẻ đi trượt tuyết và check-in ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng tại Hàn Quốc, Trịnh Thăng Bình cũng khoe loạt khoảnh khắc đi trượt tuyết lên trang cá nhân, chính là nơi Hiền Hồ có mặt. Vì sự trùng hợp về thời gian, địa điểm nên cư dân mạng đặt ra nghi vấn, phải chăng hai ngôi sao đã có chuyến đi du lịch cùng nhau, đồng thời cho rằng có lẽ Vbiz sắp có thêm một cặp đôi mới. Mới đây nhất, Trịnh Thăng Bình đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về vấn đề với Hiền Hồ. Đồng thời anh cũng gửi lời xin lỗi đến giọng ca gặp nhưng không ở lại vì đã làm ảnh hưởng đến nữ ca sĩ bởi những ồn ào không đáng có. Cụ thể nam ca sĩ viết: "Hai mọi người, mình mới đáp chuyến bay về Việt Nam khuya hôm qua, mệt quá giờ mới biết status này. Đầu tiên mình gửi lời xin lỗi đến Hiền Hồ vì những hình ảnh chuyến đi chơi của mình và gia đình làm cho bạn bị hiểu lầm, gây phiền phức đến cho bạn. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình, trân trọng rất nhiều." Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, đại diện của Trịnh Thăng Bình cho biết nam ca sĩ không sang Hàn Quốc cùng Hiền Hồ và khẳng định không có chuyện hẹn hò ở đây. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi Physical TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.